Sáng ngày 15 tháng 1, xã Đức Liên phối hợp với Lữ đoàn 80 quân khu 4, tổ chức hội nghị khảo sát chuẩn bị cho đợt thành quân giã ngoại làm công tác dân vận tại xã Đức Liên. Tham gia hội nghị có Thượng tá Trần Xuân Toàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn 80 quân khu 4 và đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Lê Thắng, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Vũ Quang, lãnh đạo xã Đức Liên. Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất chương trình, kế hoạch, phần việc cho đợt thành quân giã ngoại sắp tới, Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 2023. Số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia hơn 100 đồng chí. Về phần việc bên cạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật, nhà nước, Lữ đoàn 80 sẽ tập trung giúp xã Đức Liên, nhất là hai thôn khó khăn Liên Châu, Liên Hòa, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, chuồng trại chăn nuôi, xây dựng các công trình vệ sinh, hố lắng lọc, phát sẽ nạo vét canh mương, rãnh thoát nước, khắc phục các diện tích ruộng bị sói lở, đất đá vùi lấp, xây dựng các điểm nhấn ở các thôn. Cũng trong kế hoạch, Lữ đoàn 80 sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Đức Liên. Cũng trong đợt này, Lữ đoàn 80 đã đi khảo sát thực tế tại các thôn để có các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, đồng thời đã tiến hành khảo sát nơi ăn ở sinh hoạt hậu cần cho cán bộ chiến sĩ trong thời gian dã ngoại.